Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc nhỉ. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2018, thì cũng là ngày 22 rồi, cái lễ Noel này cũng gần kề. Em cũng xin được chúc các bạn có một lễ Noel mạnh khỏe và an lành nha các bạn nhé. Cơ sở Lan Rừng chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Hôm nay chúng em giới thiệu chia sẻ cho các bạn những cái loại lan rừng rất là đẹp luôn, toàn là hàng tuyển chọn cực đẹp và có cả hàng thanh lý, có một vài loại hàng thanh lý thì em giới thiệu luôn. Và hôm nay em có cả kèn rừng thì về được mấy phần, em có phân thành từng phần hết cho các bạn dễ chọn mua. Các bạn đặt hàng thì xin hãy gọi điện vào số điện thoại của em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đó. Rồi em sẽ gửi hàng ship code đi toàn quốc cho các bạn. Rồi sẽ có bưu tá phát hàng tận tay các bạn và thanh toán tiền hàng tiền cước trực tiếp với các bạn luôn ạ. Bây giờ em đi vào giới thiệu từng mặt hàng mà hôm nay em có cho các bạn luôn. Như ở đây có một vài phần hàng lẻ thanh lý này. Chỗ này em có một cân long tu xanh hoa tím, long tu đá đấy. Long tu đá hoa tím, hàng Bắc nhé các bạn nhé. Đấy, 1 kg này em để luôn cho các bạn là 250.000 cái phần này. Đó. Một phần này 250.000 này. Còn ở đây một bó kiều tua hàng cái này phải cần cân rưỡi. À, cái này là môi tua các bạn nhé. Cái đây là hoàng thảo môi tua. Bó này em để thanh lý cho các bạn 80.000. Đó, bó này là hơn cân. Chúng ta lấy hàng giống. Cái này thì nói chung là nó hơi lẻ một chút thôi, chứ nó cây nó có xanh mướt đẹp lắm, cây to đẹp. Còn đây em có một bó chồn Bắc, chồn trắng. Bó chồn trắng này thì em để giá cho các bạn là 150.000. Bó này cũng phải gần 2 cân. Đó. Còn ở đây có một bó chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc thì bây giờ đang ra nụ đấy các bạn. Chuỗi ngọc thì bây giờ nó bắt đầu ra nụ, nên là chúng ta lấy về để sắp tới chúng ta chơi hoa luôn. Bó này em để giá cho các bạn là 100.000 này. Còn đây một bó kiều vàng 50.000. Bó kiều vàng cây nhỏ. Đi rồi. Như ở đây em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn những cái phần kèn mà ngày hôm nay em có cho các bạn luôn. Ở đây là những cái phần nhỏ. Những phần nhỏ này em bán chia sẻ cho các bạn là 200.000 một phần nhé các bạn nhé. Em có 5 phần thôi này. Đây, 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần. 5 phần nhỏ nhé các bạn nhé. Đấy, mỗi phần nhỏ này thì em để ra chừng khoảng 8 đầu, 8 cái ngọn cây tơ. Những cái phần nhỏ nhỏ nó có thể cho chúng ta chơi hoa rồi nhé các bạn nhé. Đây, em đếm đầu như 1 này, 2 này, 3 này, 4 luôn này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 8 này, cái này 9 rồi này, 10 đầu. Đấy, phần nào cũng 10 đầu hết này, 8, 10 đầu này. Đấy, mỗi phần này là 200.000 nhé các bạn nhé. Đây, nó sẽ có cả những cây nhỏ như này này. Đó, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, cái này nó cũng có bị gãy một chút này, 6 này, 7 này, 8, 9, cũng 10 đầu này. Đấy, đều 8, 9, 10 đầu hết này. Đó, mỗi phần là 200.000, có 5 phần thôi. Còn ở đây là cái phần cây chung hơn, thì chúng em có khá là nhiều phần á. Phần cây chung này này, đó. Phần cái chung này nó chừng khoảng 5 đầu. 1, 2, 3, 4, 5 đầu. Đó, 5 đầu. Đây, phần cái chung đây là 400.000 một phần nhé các bạn nhé. Phần cái chung này 1, 2, 3, 4 này, 5 này. Đó, mỗi phần đều là 5 đầu này. 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần, 7 phần. Đấy,
như cái này thấy nó nhỏ nhưng là nó đang đều là có đầu hết nha, nên đây nha các bạn nhé, 1 2 3 cái này 4 rồi này, khóm này có hai đầu tơ luôn này, 5 này đó, đấy phần nào 5 đầu hết các bạn ạ. Em có phân những phần này nó đều đều nhau hết đó. Đây là kèn rừng nhé các bạn nhé, kèn rừng này thì như đầu mối chuyển giao cho em là họ nhập ở Bắc Lào nhé các bạn nhé. Còn đây là những cái phần này là phần to dài nhất này, là gồm 3 thân này, có giá là 520.000 nhé các bạn nhé. Đấy, nó dài chừng khoảng 40 đến 60 cm nhé. Đấy, có 3 đầu thôi, mỗi phần là 3 đầu. Đấy, đấy những cái đầu này mà nó bị gãy mất cái phần đuôi ngọn này cũng rất là tiếc. Đó, rất là dài. Những cây càng to thì càng khỏe thôi các bạn ạ. Đó, đây đều 3 đầu hết này. Đấy, 3 đầu tơ này chúng ta chơi này, chơi hoa này, 40 đến 60 phân nhé các bạn nhé. Đấy, đây em gang luôn cho các bạn, 1 này, 2 này. Đấy, cần được 3 này, 50 phân như này này. Đó, 40-50. Đó, xem nhau thế. Phần nào cũng vậy thôi, giống nhau hết này các bạn này. Đó, đấy, cái phần to này thì em có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 phần. Còn cái phần hàng chung này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần, 10 phần, 10 phần nhé các bạn. Đấy, các bạn thích phần nào thì hãy gọi điện cho em để em gửi lan cho các bạn trong ngày luôn. Còn ở đây là kiều mỡ gà, kiều cam. Đấy, thân to đẹp không. Đây, loại này có giá là hôm nay bán xả hết chỗ này cho các bạn 180.000 một kg thôi. Đấy, kiều cam, kiều vuông thân dài nhé. Đấy, nó khác với kiều cam của Lào kia. Đó, còn ở đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì hôm nay toàn hàng dề thôi, nên là các bạn thích dề to á, thì điện cho chúng em để chúng em ra cân nhau. Các bạn dề 1 cân hay là 2 cân, dề 3 cân có. Dề như dề này phải 4-5 cân các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều dề luôn, toàn dề thôi các bạn. Giá là 200.000 một cân thôi các bạn. Đấy, các bạn thích dề nào em ra cân cho dề to bằng đấy. Đấy, 200.000 một cân. Hàng đẹp không? Đó, đẹp mướt mát luôn. Đấy, những dề này cũng phải tầm bằng 3-4 cân, 3 cân có, 1 cân, 2 cân có, toàn dề thôi. Có cả những dề 5 lạng có, nhưng mà dề 5 lạng cực kỳ là ít luôn. Nên là các bạn thích hàng dề thì điện chúng em cân cho. Đó, như dề này chắc phải 5 lạng này. Dề 5 lạng thì chắc chỉ có 1-2 dề. Còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi này có dập cẫy nha các bạn nhé. Em để giá hàng giống cho các bạn là 220.000. Đó, cái hàng đẹp thì còn có một chút ở bên này đây. Hàng đẹp giá là 280.000. Đó, hàng đẹp thì cây nó không hề bị gãy luôn, 280.000. Đó, còn ở đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng này cũng toàn hàng dề, rất là đẹp luôn. Nhất điểm hoàng có giá là 80.000 thôi. Đó, toàn hàng dề nhé. Đấy, 80.000 một cân. Còn ở đây là long tu xuân. Long tu xuân nguyên cây dài không, thân dài 30, 40, 50 phân không. Đó, 25, từ 25 phân trở lên. Giá là 270.000 một cân nhé các bạn nhé. Long tu xuân thì nở hoa tháng 2. Cái này thì bạn đang biết rồi. Long tu xuân loại lan nó cực kỳ là dễ thuần, dễ trồng cấy tất cả khắp mọi miền. Còn đây là lan đuôi chuột, cũng rất dễ là trồng cấy. Chúng ta trồng trồng đứng lá lên nhá các bạn nhé. Loại này không không cho nó thòng nhá. Loại này trồng đứng lá lên, nhìn thân rễ lá nó đều đẹp. 150.000 một cân thôi. Đây là những hàng rời rời này em sẽ bỏ ra. Không
để em cho vườn ươm ươm giống tiếp, tại vì hàng về xô nên là sáng sớm nữa em không không lọc được hàng, chưa lọc được, thì xong lúc cân hàng thì em sẽ lọc sau đấy. Đó, toàn cây to đẹp thôi đấy, hàng em gửi đi là bác nào không biết rồi. Em dạo này cũng toàn như vậy là cung cấp lan cho những khách quen không, nên là các bạn gọi điện vào thì em có luôn địa chỉ, không cần phải đọc địa chỉ nữa mà chỉ cần copy một cái là em in đơn gửi đi cho các bạn. Trong cái đơn gửi đấy sẽ có cả đơn hàng cho các bạn dễ kiểm soát những loại lan nào mình đã mua với cơ sở chúng em và giá của chi tiết từng loại luôn. Còn ở đây là lan kiếm đỏ, kiếm đỏ toàn hàng dề này, em có mấy dề to luôn đấy, 150.000 một cân đấy. Như một nắm như vậy chắc nó rơi vào khoảng 5 lạng này. Về chúng ta trồng một chậu rất là đẹp rồi đấy. 140.000 một cân thôi, không phải 150. Đây nó còn hàng dề đây, bạn nào thích dề 1 cân, 2 cân, 3 cân có nhá. Nên là điện cơ sở chúng em, đây số này là hàng rời rời này, còn đây hàng dề này, có 2 dề thôi đấy. Một bó như vậy là đủ trồng một chậu đẹp rồi, nửa cân. Đó. Đây này, một dề này chắc phải tầm 3 cân. Dề này phải 3-4 cân. Nên là các bạn thích dề to thì điện cho em, trồng một chậu to luôn. Lan kiếm đỏ, đây là những cái vòi hoa mà nó nở hoa tháng 8 đây, rất là dài luôn. Hoa đỏ rực, bông hoa nó to phải bằng cổ tay các bạn. Đấy. Đây, rất là nhiều vòi hoa luôn. Dòng này cũng rất là siêng hoa, màu hoa lại đỏ rực, rất là đẹp. Còn đây là kiều vàng. Kiều vàng này là của rừng Tuyên Quang nhé các bạn nhé. Đấy, nó trên cây cổ thụ rất là to luôn. Kiều vàng rừng Tuyên Quang. Đấy, cái này em để giá cho các bạn là 160.000 một cân thôi. Đấy, thân to đẹp, khỏe khoắn, những cái vòi hoa rất là dài luôn. Cây càng to thì vòi hoa càng dài, đấy, nó khỏe mà. Đấy, 160.000 một cân. Còn đây là quế tím. Đó, có lấn một chút bạch nhạn sang đây. Đấy, các bạn. Tại vì cái này nó gần nhau. Bạch nhạn này cây nhỏ. Đấy. Cái này tí nữa em sẽ phải nhặt hết bạch nhạn ra, không thì lấn lộn các bạn trồng nó lại có cây bạch nhạn, có cây quế tím nó giống nhau. Thì chết. Đây, quế tím có giá là 140.000 1 kg. Còn chừng mấy cân nữa này. Đó. Đây là bạch nhạn. Đấy. Rồi, chỗ này toàn quế tím rồi này. Em nhặt hết những cây bạch nhạn nó lẫn vào là nhặt hết rồi. Đấy. Quế tím 140.000 một cân nhé các bạn nhé. Đây, những thân quế tím đây. Rất đẹp luôn. Còn ở đây là bạch nhạn, cây to đẹp. Bạch nhạn đây, cây to đẹp 160.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn lấy nửa cân về trồng được một giỏ, rất là đẹp luôn. Như này là nửa cân này, này. Đó. Đấy, em có ăn chừng được như này là nửa cân này. Đấy. Đây là bạch nhạn nhé. Còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì đây xanh mướt luôn. Phi điệp vàng thì mới hạ sơn xuống nữa nên là nhìn rất là phê luôn, xanh mướt đẹp, không hề dập gãy ngọn tơ luôn này. Đấy, bây giờ nó đang lên mầm thì cũng là lúc để chúng ta sắp tới chúng ta thuần rất là dễ luôn, tại vì những cái mầm này nó chưa ra rễ, nó đang bắt đầu ra rễ nhỉ, nhớ các bạn nhé. Đó, phi điệp vàng có giá là mà 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Và còn đây là lan nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì nó khác với nhất điểm hoàng nhé các bạn nhé. Hoa nhất điểm hồng thì đẹp hơn cái hoa nhất điểm hoàng khá là nhiều. Loại này có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Một cân là một bó như vậy này, cứ mỗi bó này là một cân này, nên là đó, cứ mỗi bó này là một cân rồi đó. Đấy, bó nào như nhau hết này. Đây, nhất điểm hồng. Đấy,
nó đan cực kỳ đẹp luôn. Nhất điểm hồng thì bây giờ đang là mùa nó ra nụ tiếp rồi đấy. Đấy, đây nha các bạn, đây hàng đẹp không, 150.000 một cân. Đây là lan ý ngọc, lan ý ngọc có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Ý ngọc còn chừng 3 cân này này. Còn đây là sóc tím, sóc tím có giá là 150.000 một cân. Đấy, lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Sóc tím, sóc tím này chỉ có ở rừng Lào mới có nhé các bạn nhé, chứ còn Việt Nam chúng ta không có sóc tím này. Đấy, sóc tím này nhập em nhập từ Lào. Đó, như bó này nó rơi vào độ khoảng cân, hơn cân một tí. Đấy, sóc tím. Còn đây là lan giáng hương đuôi cáo, giáng hương đuôi cáo. Đấy, rất đẹp luôn, có giá là 300.000 một cân nhé các bạn nhé. Toàn xếp V, xếp lưng, cây tuyển chọn đẹp luôn. Đây, xếp V đây. Đấy, xếp V đây. Cây to đẹp luôn này. Đấy, như 4 cây này chắc phải được cân rồi. Đấy, hàng đẹp là ra hàng đẹp luôn. Như cái này liền dề luôn cơ. Cây này liền dề luôn này. Đấy, dề này không biết chắc phải tầm 2-3 cân. Đó, 200.000 một cân thôi. À, 300.000 một cân thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn nào thích dề này thì để em cân lên. Xem nó vào bao nhiêu cân thì em sẽ báo cho các bạn. Hôm nay mình chưa kiểm tra được này. Còn đây là lan kim thoa, kim thoa hàng dề này. Các bạn thích dề mấy cân thì điện báo cho em cân lên chia sẻ với các bạn nhé. Đấy, lan kim thoa. Toàn hàng dề thôi. Dề 1 cân, 2 cân. Đấy, các bạn nào thích dề to nhất thì điện cho em, thích dề nhỏ thì điện cho em. Đấy, có hình như 3-4 dề này, 4 dề. Có 4 dề thôi. Loại này có giá là 100.000 1kg thôi. Kim thoa, hoa màu vàng, sặc sỡ rất là đẹp. Đó. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở Ngọc Bền chúng em muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc. Thì các bạn thích phần lan nào thì hãy điện cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn suốt thời gian qua đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ.